Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Thủy, mình đến từ tỉnh Hòa Bình. Trở lại với video của mình hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu cái cách mà tách cái cây giống gieo hạt của hoa huệ. Mình đã có video là thụ phấn này, rồi video là gieo hạt. Và bây giờ hạt gieo và cây lên rồi thì cây đã lớn để đủ cái độ tuổi là để tách ra, để trồng từng cây một cho cây nhanh lớn thì hôm nay mình tách thì tiện mình quay video luôn nhé. Đây là một bông huệ kép dragon rất là đẹp, nở cuối mùa mà màu hoa rất đậm. Mọi người cứ nói rằng là mùa hè thì màu hoa nó sẽ nhạt hơn. Cái điều này thì nó chỉ đúng tầm khoảng 20% thôi. Còn 80% thì nó là do chăm sóc nhá. Cứ đầy đủ chất và đủ cái ăn thì hoa nó sẽ đậm thôi. Đây, bông này của mình là nở giữa rằm tháng 7 đây, là mùa hè đây, hoa rất là đậm. Bông hoa này quay tại vườn nhà mình ở biển hiệu nhà mình đây. Nhà mình là đại lý Thanh Thủy đây. Đó, ở dưới chân biển hiệu đây, chứ không phải là quay đi đâu các bạn nhé. Rồi bây giờ mời các bạn vào trong kia để ta tiến hành ta tách cây con. Đây là một chậu hoa huệ cây con mà mình gieo từ hạt của mình. Đây mình có ghi ngày đây, gieo từ ngày 25 tháng 5 năm 21. Thì hôm nay là ngày 21 thì phải, 21 tháng 8 thì phải. Còn thiếu 4 ngày nữa là được 3 tháng. Thực ra thì cái cây này thì đáng lẽ là phải tách cách đây 2 tuần rồi, nhưng mà mình bận quá, mình chưa có thời gian để tách. Bởi vì cứ sau khi cây mà mọc lên mà mình chăm mà được 3 lá. Đó. Cây được 3 lá thì ta hoàn toàn có thể tách cây ra để trồng bầu riêng cho nhanh lớn rồi, dễ chăm sóc rồi. Nhưng mà cây của mình đây để hơi lâu là 4, có cây 4 lá rồi đây này. Đó. Rất là yêu luôn. Bây giờ ta tiến hành ta tách cây ra. Cây còn nhỏ xíu xìu xiu như thế này thì các bạn không nên trồng vào các cái chậu lớn luôn, mà các bạn mua giúp cho mình các cái bầu đen như thế này để các bạn trộn có thể các bạn trồng. Đây, mình mua cái loại bầu mà kích thước là 12 x 10, đường kính 10 còn cao 12 như thế này. Giá thể thì gồm 1 phân cộng với 3 đến 5 đất, cộng 1 chấu, cộng 1 sơ dừa, cộng 1 chút NPK, cộng 1 chút Chico để ma ủ phân. Và cái cây giống hoặc là cây tách từ baby như thế này thì các bạn cho giúp mình một ít thêm một ít cát vào nữa để cho nhanh ra rễ. Thì tất cả các bạn trộn đều vào nhau, các bạn ủ cho mình từ 10 đến 20 ngày thì có thể đem ra trồng. Đây là cái giá thể mà mình đã ủ sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc đem ra cho vào bầu rồi mình tách cây ra mình trồng thôi. Phân ở đây là phân trâu hoặc bò nhé, nó vừa mát lại vừa ít nấm bệnh. Và cây con tách ra thì còn rất là nhỏ xíu, là các bạn chuẩn bị giúp cho mình các cái khay như thế này. Mình thì mình hay mua cái khay đựng nho, mùa này rất là nhiều nho bán nên là họ có bán cái khay này rất nhiều. Các bạn ra hàng hoa quả thì hàng nói là mua cái khay đựng nho thì họ sẽ bán cho các bạn, giá thành thì rất rẻ thôi. Để về mình sau khi mình trồng xong thì mình sẽ xếp các cái bầu này vào cái khay này để mình mưa nắng thì mình chạy ra chạy vào, hoặc là mình quản lý cho nó dễ, nó không bị đổ. Đây, các bạn nhẹ nhàng các bạn dùng tay. Trước khi tách thì các bạn tưới nước ẩm vào cho cái chậu cây giống này cho nó đất nó ẩm, nó dễ tách, nó sẽ không bị đứt rễ. Đó, các bạn nhẹ nhàng các bạn tách cả đất cả cây lên như thế này, từng cây một như thế này để các bạn trồng vào cái bầu bé, bầu giá thể mình chuẩn bị sẵn rồi đó, giúp cho mình. Đó, cây đẹp chưa? 3 lá, 4 lá này. Các bạn nhẹ nhàng trồng cây vào cái bầu giá thể như này. Và các bạn ấn cái gốc nó chặt lại giúp cho mình. Bởi vì cây còn nhỏ xíu nên là nếu như mà không ấn chặt ấy, thì quá trình mình tưới nước hoặc là mưa gió gì đó hoặc là nó sẽ làm lung lay gốc nhá. Đó. Rồi, sau khi trồng vào trong bầu như này thì các bạn xếp giúp cho mình vào cái khay. Đó, cái khay nhựa mình đã mua ở hàng mà chuyên bán nho. Đó, các bạn xếp lần lượt một khay này sẽ đựng được rất là nhiều bầu. Đó, cây giống rất là yêu, các bạn tách lần lượt ra. Đây, mình có mua rất là nhiều rổ nho, ông xã vừa mới trở về thêm cho mình đây. Để mình
đựng các cái bầu cây như thế này, nhìn nó yêu và tiện lắm. Đây, một cái khay này thì mình xếp được 15 bầu tất cả. Nhìn rất là yêu. Mình có thể bê ra bê vào, chạy mưa chạy nắng, nó rất tiện. Rồi sau khi mà trồng xong và cho vào khay như này thì các bạn để cái khay cây này vào trong mái hiên, tránh mưa tránh nắng trực tiếp giúp cho mình nhé. Đây, cái khay đỏ mình vừa mới tách xong thì mình để vào trong mái hiên kia. Nhà mình có cái mái hiên rất là rộng. Đó, các bạn để vào trong mái hiên thì tránh mưa tránh nắng trực tiếp, chỉ để nắng chiếu nhẹ nhẹ lúc buổi sáng sớm thôi, thì để cho cây nó bén rễ dần dần, nó ok ổn định đã rồi thì mình mới cho ra ngoài nắng. Sau khi trồng xong thì các bạn có thể pha kích rễ các bạn tưới cho cây. Như mình thì mình hay dùng hai cái chai số 6 và số 7 trong bộ combo đa năng của mình để mình tưới gốc cho cây. Bất kỳ cây non hay là cây trưởng thành hay là cây đang hoa, đang mầm gì cũng tưới được hết. Nó vừa kích rễ giải độc cây, cân bằng độ pH và phục hồi cây bệnh. Cây khỏe thì nhanh ra rễ, bảo vệ bộ rễ, phòng và trị nấm thối rễ rất là tốt, nhất là mùa mưa như thế này. Pha 6 với 7 vào nhau rồi ta trị, ta tưới gốc. Đây, các bạn pha 6 với 7 các bạn nhẹ nhàng tưới cho cây. Các bạn tưới nhẹ nhàng thôi nhé, bởi vì là cây nó non, nếu mà mình tưới ào một phát thì nó sẽ tạt hết đất đi và nó trơ cái gốc ra. Cứ 3 đến 5 ngày các bạn lại tưới kích rễ với cả phòng nấm cho giúp cho mình một lần. Đó, mình đã tưới hết nửa rồi. Tiếp theo thì các bạn có thể pha cái thuốc dưỡng mầm nuôi lớn cây, rồi kích rễ kích mầm, rồi trị nấm cho cây, phòng nấm thối nhũn để xịt cho cây luôn lúc này. Mình thì mình hay dùng cái bộ combo đa năng 8 loại ở bên đại lý nhà mình. Vừa kích rễ bật mầm, dưỡng cây nuôi cây, rồi trị nấm thối rễ, bảo vệ bộ rễ, trị thối nhũn. Mình pha hết vào cái bình 2 lít và mình xịt. Các bạn xịt luôn cho cây nhé. Xịt ướt hết hai mặt lá, ướt cành cây, thân cây, có gốc, có củ, cây to, có củ gì thì các bạn xịt ướt hết cả củ. Đó, ướt hết cả một lượt mặt đất chậu hoa để sạch hết các cái nấm bệnh đi, giúp cho cây phát triển nhanh và tốt. Cứ 3 đến 5 ngày các bạn lại xịt giúp cho mình một lần. Tưới gốc cũng vậy, 3 đến 5 ngày một lần. Đó, sau khi đã ok thì các bạn để giúp cho mình ở trong máy che, tránh mưa tránh nắng trực tiếp tầm 5 đến 7 ngày cho bộ rễ ổn định, bầu cây nó chặt ổn định lại thì các bạn bắt đầu có thể cho ra ngoài. Mình đã tách và ươm được rất là nhiều. Tất cả các cái bầu đỏ kia là đa phần là mình tách gần hết rồi. Đó. Mình ngày trước mới tách thì mình cũng để ở trong mái hiên như là cái giò đỏ vừa mới tách kia. Nhưng hôm nay bắt đầu mình tách mẻ mới thì cái mẻ cũ này là được tầm 7 đến 10 ngày rồi là mình đưa hết ra ngoài vườn là có mái che. Đó, sau 5 đến 7 ngày đến 10 ngày mà nó ổn định rồi thì các bạn có thể cho ra ăn nắng dần dần, là cho vào trong lưới che như thế này. Đó, giống như các cái giò này của mình. Hôm nay mình cho ra và ăn nắng qua lưới. Thì hiện tại là từ sáng đến giờ nắng rất là to, nhưng mà nắng qua lưới thì nó sẽ giảm bớt đi tầm 50%. Thì mình thấy các cái cây giống mà mình tách ra đây thì rất là ổn, không có cây nào bị héo hay là làm sao cả. Đó, mình đã tách rất là nhiều. Cái này thì không chỉ áp dụng cho là tách cây giống, cây gieo hạt đâu các bạn nhé. Kể cả là các bạn tách baby. Đây, ví dụ như cái bạn này của mình là bạn chóp chai 4 này thì baby cũng khá to rồi. Nhiều bạn gạch thì sau khi tách các bạn gieo hạt xong thì mình cũng sẽ tách đến các cái củ baby như thế này. Thì áp dụng cho cả củ baby thì các bạn tách baby xong các bạn cũng trồng vào bầu rồi, các bạn cũng cho vào khay rồi, thì cũng tưới kích rễ rồi phun phòng nấm kích mầm các thứ cho cái baby. Nói chung là thủ tục thì giống y như nhau, cũng không khác gì là tách cây giống cả.
cây nó sẽ rất là ổn định. Kể cả là các bạn chơi thì sau khi nó bén rễ, nó ở trong cái bầu bè đấy nó ổn định rồi thì các bạn có thể thay sang các cái chậu trắng như của mình kia. Hoặc là các bạn có thể chia sẻ giống cho mọi người thì có thể ship cả cái bầu cây con đó, nó rất là dễ và rất là tiện nhé. Đó, đây là các cái cây trưởng thành mà mình đã trồng ra chậu lớn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì xin cho mình một nút like, một nút chia sẻ cộng một nút đăng ký kênh Thanh Thủy HB để được xem thêm nhiều video mới. Còn gì băn khoăn thắc mắc thì liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên biển. Đây là biển hiệu nhà mình nhé. Nhà mình có chuyên tư vấn kỹ thuật miễn phí về chăm sóc hoa, các loại cây cảnh, cây ăn quả và cung cấp các cái chế phẩm sinh học để chăm sóc hoa. Số điện thoại của mình là 0395 124 395. Số này có Zalo, các bạn có thể liên hệ Zalo hoặc là gọi trực tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn.